Phi Nhung bị bắt gặp lộ diện tại cơ quan điều tra, tiêu tụy đến khó tin. Vừa qua, Bộ Công an đã có công văn yêu cầu tiến hành điều tra lại nguyên nhân Phi Nhung qua đời vì nghi ngờ đây có thể chỉ là một màn kịch đánh lừa dư luận và truyền thông. Tiếp nhận được thông tin trên cơ quan điều tra thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức vào cô, chỉ thị các cơ quan tình báo xem xét thông tin mật về cái chết của Phi Nhung. Tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân bí ẩn phía sau, xem có điều gì mờ ám hay không. Và cuối cùng đã có kết quả vào sáng nay theo như thông báo từ phía bộ công an đưa ra thì việc ca sĩ phi nhung vẫn còn sống là sự thật và hiện tại cô đang được điều trị tại một trong những bệnh viện lớn nhất tại bang california nhưng chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì thêm về sự việc này bởi ca sĩ phi nhung vẫn còn đang hôn mê có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa sau khi sức khỏe của phi nhung ổn định hơn thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ca sĩ phi nhung Ngoài ra thì phía cơ quan điều tra cũng cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin diễn biến về tình trạng bệnh của Phi Nhung và sự thật lý do Phi Nhung phải giả chết. Cụ thể nội dung cuộc thông báo là gì thì xin mời quý vị và các bạn xem tiếp bản tin ngay sau đây. Và đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung mỗi ngày. Hiện tại thì phía Phi Nhung vẫn chưa có dấu hiệu khả quan cho lắm, vẫn đang được điều trị tích cực bởi những người bác sĩ hàng đầu nước Mỹ. Phi Nhung vẫn phải liên tục thở máy và sử dụng thuốc liên tục trong quá trình điều trị. Lý do vì sao phải giả chết thì có lẽ vì nhằm trốn tránh sao kê tiền cách xê của Hồ Văn Cường. Và điều tra ban đầu ngay từ lúc phát hiện mắc Covid-19, Phi Nhung đã nhập viện Gia An một một năm, sau đó sức khỏe đã chuyển nặng và phải chuyển qua bệnh viện chợ rẫy để điều trị. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn không mấy khả quan, cộng thêm lùm xùm ăn chặn tiền cách xê của Hồ Văn Cường do bà Nguyễn Phương Hằng khui ra. Vậy nên gia đình đã quyết định sẽ đưa Phi Nhung âm thầm sang Mỹ để điều trị. Về việc làm đám tang giả cũng nhằm mục đích tránh né dư luận. Hiện tại phía bộ công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc này và trên mạng liên tục xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều. Một bên thì cho rằng Phi Nhung giả dạ chết như vậy là đúng bởi có quá nhiều thị phi và lùm xùm từ trên trời rơi xuống. Nên việc giả dạ chết là cách tốt nhất để đập tan mọi tin đồn và tránh những điều tiếng không hay về mình. Nhưng bên còn lại cho rằng sau khi điều trị xong thì phi nhung nên lãnh mọi hậu quả do mình gây ra bởi việc giả chết còn làm đấm tan giả đã lấy đi không ít nước mắt của người hâm mộ là điều không thể chấp nhận được pháp luật nên vào cuộc giải quyết việc này của phi nhung trên mạng xã hội vẫn đang tranh cãi không ngừng về sự việc phi nhung vẫn còn sống chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật đến cho các bạn nhiều thông tin hơn về ca sĩ phi nhung trong những bản tin sau